Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông tin về kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ đội biên phòng tỉnh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ. Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước nói chung và đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu nói riêng. Hướng tới đại hội là dịp đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu xây dựng Lai Châu ổn định chính trị, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh vững mạnh. Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 6, đồng chí Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp báo để thông tin các nội dung của kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 cho đến ngày 10 tháng 7 năm 2020. Dự họp báo có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo, phóng viên, ban biên tập các cơ quan báo chí của tỉnh. Theo đó, kỳ họp lần này sẽ xem xét thảo luận thông qua 23 báo cáo và 12 dự thảo nghị quyết. Trong đó có báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 19 ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực 2 không được hưởng chế độ theo nghị định số 116 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã thảo luận trao đổi một số nội dung nhằm tăng cường công tác phối hợp để tuyên truyền có hiệu quả nội dung của kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, đồng thời thống nhất phương án tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Kết luận buổi họp báo, đồng chí Đoàn Đức Long, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thiện và sớm gửi báo cáo tài liệu cho các cơ quan báo chí. Đối với các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau kỳ họp. Thông tin phản hồi những ý kiến từ cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nắm bắt. Tối ngày 28 tháng 6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ tư giai đoạn 2020-2025 và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong 5 năm qua, 2015-2020, các cấp bộ đoàn hội đội trong tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, đem lại hiệu quả tích cực. Đội ngũ cán bộ đoàn nhiệt huyết, năng động, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, khắc phục hậu quả, chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Chất lượng các phong trào thi đua được nâng lên. Với những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn 2015-2020, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng 58 cờ thi đua, bằng khen, kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 39 cờ thi đua, bằng khen cho tập thể cá nhân. Ban chấp hành tỉnh đoàn đã tặng cờ thi đua danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tặng bằng khen cho trên 750 lượt tập thể, cá nhân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những thành tích tuổi trẻ Lai Châu đã đạt được. Đồng chí trưởng ban đề nghị tổ chức đoàn các cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện và thường xuyên giáo dục, định hướng kịp thời cho thanh niên để không bị ảnh hưởng bởi những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Quan tâm hơn tới việc chăm lo bồi dưỡng, phát huy gương điển hình tiên tiến, lan tỏa những hành động đẹp trong đời sống xã hội. Các thanh niên tiên tiến phải tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, phát huy giá trị của bản thân, cống hiến hơn nữa cho đất nước, cho cộng đồng.
Tại hội nghị, Ban chấp hành tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 60 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2015-2020. Tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 cho 18 cá nhân. Thưa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 3 cá nhân là cán bộ đoàn tiêu biểu. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an đề nghị cho phép 8 lao động là người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Lai Châu. Những lao động này dự kiến sẽ nhập cảnh vào Lai Châu trong tháng 7 năm 2020 và làm việc tại các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là 2 lao động làm việc cho công ty cổ phần sông Đà 705 tại dự án thủy điện Nậm Xì Lường 3 và 4, xã Bum Tở và xã Bum Nưa, huyện Mường Tè. 6 lao động làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển và xây dựng Tuấn Phát tại dự án thủy điện Nậm So 2, xã Nậm Xe và xã Bản Làng, huyện Phong Thổ. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị các phương án tiếp nhận cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, những lao động này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được các cơ quan y tế phối hợp với các doanh nghiệp đón bằng xe y tế chuyên dụng, tổ chức kiểm tra y tế, khám sàng lọc theo hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp có sốt từ 37,5 độ trở lên sẽ chuyển đến cơ sở cách ly theo dõi và điều trị. Trường hợp sức khỏe ổn định, doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan y tế đưa về cách ly tập trung theo hướng dẫn tại quyết định số 878 ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế. Trong những năm vừa qua, thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ do Bộ Quốc phòng phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng của tỉnh đã tập trung giáo dục rèn luyện cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến quyết thắng, đặc biệt là sẵn sàng khắc phục những khó khăn, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nghiêm túc hưởng ứng cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, 100% đơn vị biên phòng trên địa bàn tỉnh tập trung đổi mới tác phong, công tác theo hướng sâu sát cơ sở, chấp hành kỷ luật quân đội. Tại nhiều đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ an ninh biên giới như mái ấm biên cương, nâng bước em tới trường, phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới. Học tập và làm theo lời Bác, đối với bản thân tôi thì trên cương vị là đội trưởng trinh sát thì luôn thực hiện tốt cái nhiệm vụ là giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn, vận động quần chúng nhân dân để cùng nhau xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Gắn cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của nước láng giềng trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xử lý tốt các vụ vi phạm quy chế biên giới. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vừa qua, cán bộ chiến sĩ các đơn vị với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn khắc phục khó khăn, bám trụ tại các chốt chặn trên biên giới, không để dịch bệnh lây lan. Khi chúng tôi đi cả đêm hoặc là về 9-10 giờ hoặc là đêm thì ăn vội bắt mì tôm thôi. Đang ăn bắt mì tôm, người lại bỏ chạy ra để như là tổ chức đón người ta bên kia về hoặc là làm công việc liên quan đến biên giới, cho nên là cái bữa ăn không thành bữa, nó thất thường lắm. Mì tôm nó có thể tiết cơm nguội hoặc là có thể chai nước là đủ túi quần lại chạy thôi, cho nên là cái việc ăn uống thế thì chúng tôi cái chuyện vất vả thì cái này thường xuyên chúng tôi không vấn đề gì cả. Còn cái mong muốn của tôi nhất là nói chung là mau hết dịch để là trả lại cái cộng đồng với cái sự sinh hoạt cho người dân. Thực hiện cuộc vận động xứng danh Bộ đội Cụ Hồ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách phù hợp, hiệu quả. 100% cán bộ đảng viên, chiến sĩ biên phòng trong toàn tỉnh có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh. Nêu cao cảnh giác, cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Tiếp tục thực hiện các cái nội dung của cuộc vận động, trong đó là tập trung vào xây dựng cái bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ, kiên trì bám trụ ở cái địa bàn biên giới của tỉnh Lai Châu đặc biệt khó khăn để mà khắc phục cái khó khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong tuần tra kiểm soát quản lý bảo vệ vững chắc cái chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc và nâng cao cái chất lượng huấn luyện tổng hợp sẵn sàng chiến đấu rồi tham gia ứng phó với các sự cố tình huống đột xuất trên biên giới. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Bộ đội Biên phòng toàn tỉnh đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, củng cố giữ vững niềm tin của nhân dân nơi biên giới với Đảng, Nhà nước, quân đội,
để người dân tự nguyện tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Từ năm 2015 đến nay, qua bình xét hàng năm thì Đảng bộ xã Tà Mít, huyện Tân Uyên có trên 85% đảng viên và trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đó là kết quả từ đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được Đảng bộ xã tập trung triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Phóng sự sau thể hiện nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đảng bộ xã Tà Mít có 6 chi bộ trực thuộc, trong đó 3 chi bộ bản, 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ y tế với 87 đảng viên. Những năm trước đây, việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ không thường xuyên, đảng viên không chủ động tham gia ý kiến trong mỗi buổi họp. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năm 2018, Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu tại chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở, mời bí thư các chi bộ cùng tham gia, có tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nhờ có sự giúp sức đảng viên trong khối cơ quan, nhất là các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy được giao phụ trách, chi bộ nông thôn duy trì sinh hoạt định kỳ, thường xuyên, nề nếp. Việc ghi sổ nghị quyết, ra nghị quyết lãnh đạo được đảm bảo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. Trong thời gian tới, thì đảng bộ chúng tôi về đổi mới nội dung sinh hoạt tất cả các chi bộ, thì đảng ủy chúng tôi là cử các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ, cái đảng viên trong chi bộ. Sau khi giải thể chi bộ 9 thì chúng tôi cử đảng viên thì xuống dự sinh hoạt ở cùng các cái chi bộ ở trong đảng bộ để làm sao cho cái nội dung sinh hoạt chi bộ được đảm bảo và phong phú hơn tất cả các nội dung sinh hoạt của chi bộ. Cùng với đó, sự giúp đỡ của đảng viên khối cơ quan, nhất là đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy xã, nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ đã đổi mới, nâng cao về mọi mặt. Nội dung sinh hoạt đã lược bớt phần kết quả, chủ yếu tập trung phân tích những hạn chế yếu kém để khắc phục. Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tế. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ 7 chúng tôi luôn sinh hoạt hàng tháng. Một, về đưa ra nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về thảo luận về vấn đề tất cả các đảng viên trong chi bộ, nâng cao ý thức rèn luyện, tự phê bình và phê bình. Và noi gương và đảng viên đi trước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như dọn dẹp vệ sinh môi trường và phát triển kinh tế xã hội của bản. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, 5 năm qua đã tiến hành kiểm tra giám sát 12 cuộc của cấp ủy, 8 cuộc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Các cuộc kiểm tra giám sát được thực hiện đúng quy trình, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế để các chi bộ tập trung khắc phục, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đảng viên tiên phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực, chi bộ phát huy vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, giúp xã Tà Mít sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết tháng 6 năm 2020, huyện Sìn Hồ đã triển khai 137 dự án xây dựng nông thôn mới. Trong đó, dự án chuyển tiếp từ năm 2019 là 74 dự án, khởi công mới là 63 dự án. Tiến độ giải ngân nguồn vốn được phép kéo dài được 445 triệu đồng, đạt 19,1% kế hoạch. Nguồn vốn năm 2020 là 45,7 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch. Các công trình dự án được đầu tư xây dựng đã làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển sản xuất, chăn nuôi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thời gian qua, huyện Tam Đường tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện đã thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Kết quả đã thực hiện xây dựng mới 2 nhà văn hóa bản tại xã Bình Lư, cứng hóa được 5,6 km đường giao thông nội đồng trục bản tại xã Bản Bo, Bình Lư, Bản Giang. Xây dựng mới được 60 nhà tiêu hợp vệ sinh, xóa được 8 nhà tạm tại Thèn Xin. Là mới được 3,3 km đường điện chiếu sáng nông thôn với 83 bóng tại Nà Tâm, Giang Mà.
Đến thời điểm này, huyện Tân Uyên có 10 trên 10 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 10 trên 10 trạm y tế có bác sĩ và đạt 8,1 bác sĩ trên 1 vạn dân. Sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, các trạm y tế xã thị trấn luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và truyền thông giáo dục sức khỏe. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng toàn huyện giảm từ 23,6% xuống còn 20%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, tỷ lệ người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi có bảo hiểm y tế đạt 100%. Với mục tiêu đưa cây chè trở thành một trong những cây trồng chủ lực, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu chè búp tươi tập trung chất lượng cao. Hiện nay, tổng diện tích chè trên địa bàn tỉnh ước đạt là 7.300 ha, diện tích chè kinh doanh trên 4.700 ha. Trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng chè búp tươi ước đạt là 17.000 tấn, đạt 48% kế hoạch, tăng 800 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Những năm qua, thị trấn Sìn Hồ cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tăng cường biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng từ nguồn vốn vay ủy thác, qua đó góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, giúp cho hộ khó khăn có thêm điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất, chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Gia đình bà Trúng Thị Xuyến ở khu 4 thị trấn Sìn Hồ là một trong số rất nhiều hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Năm 2019, sau khi hoàn trả số nợ trước đó, gia đình bà đã vay thêm 40 triệu đồng thông qua ủy thác từ Tổ chức Hội Nông dân thị trấn. Với số vốn được vay, gia đình bà tiếp tục đầu tư phát triển đàn lợn của gia đình. Từ khi có vay tiền cho nông dân là được một năm rồi. Xong là con mang về có kiểu lứa trước có bị thất thu ở bên lán, mang đây lán nuôi thì thất thu xong là bị cái dịch tả châu Phi xong là có bị chết đi xong cô còn mấy con lợn giống ở nhà thì cô lại tập trung cô lại mua ngô các thứ về có gọi là cho nó phát triển đàn lên. Đấy thì cũng nhờ có cấp trên thì vay cho tin tưởng vay cho thì mình cũng cố gắng mình làm lên trả được một trả được cái của chính sách rồi còn nông dân cũng trả được một lần xong bây giờ lại vay lần thứ hai. Hội nông dân thị trấn Sìn Hồ là một trong 4 tổ chức hội nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ lớn. Hiện tại dư nợ do hội nông dân quản lý là trên 5 tỷ 900 triệu đồng với 117 hộ được vay. Những năm qua, hội nông dân thị trấn luôn làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát những hộ có nhu cầu để hỗ trợ được vay vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách đã giúp cho nhiều hộ có thêm điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với những cái nguồn vay của từ Ngân hàng Chính sách, hội viên nông dân đã tập trung vào phát triển kinh tế, nhất là về chăn nuôi. Phần lớn là bà con nắm bắt được lợi thế của giống lợn đen địa phương, bà con đầu tư vào để mua giống. Sau thời điểm mà dịch tả lợn châu Phi mà có một số hộ đã bị thiệt hại nặng nhưng mà đến thời điểm hiện tại là họ đã dựa vào cái nguồn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tiến hành tái lại đàn. Có một số hộ thì dùng để sản xuất làm nấu rượu để lấy phụ phẩm phục vụ cho việc chăn nuôi. Thị trấn Sìn Hồ là nơi thuận lợi trong phát triển các loại hình kinh tế. Chính vì vậy mà đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn của thị trấn cũng khá hơn so với các xã khác trên địa bàn huyện. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn chỉ còn khoảng 6%, hộ cận nghèo là 0,62%. Có thể thấy hiện tại trên địa bàn của thị trấn có rất nhiều hình thức, loại hình kinh tế khác nhau như sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh thương mại. Toàn thị trấn hiện có 565 hộ đang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách với tổng dư nợ trên 28 tỷ 700 triệu đồng. Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách được ủy thác qua 4 tổ chức hội với 14 tổ vay vốn. Để đảm bảo nguồn vốn đến với đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, Ủy ban nhân dân thị trấn đã phối hợp cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện thực hiện tốt công tác rà soát, thẩm định trước khi giải ngân và thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình sử dụng nguồn vốn sau khi giải ngân. Có được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì đã đưa cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xuống đến với địa phương. Thì tổng dư nợ tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi là trên 27 tỷ. Thì qua thực hiện cái chương trình xóa đói giảm nghèo và được tiếp cận và được sử dụng cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách ấy, xã hội của địa bàn huyện thì ở trên địa bàn thị trấn thì
bà con sử dụng cái nguồn vốn này rất là hiệu quả. Có thể thấy nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Sìn Hồ triển khai rộng rãi và tác động tích cực tới đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn của thị trấn nói riêng và trên tất cả các xã của huyện nói chung. Đây chính là động lực để bà con vươn lên, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bum Nưa, huyện Mường Tè luôn quan tâm chú trọng thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhờ đó mà hàng năm đã giảm được từ 1 đến 2 hộ nghèo, đời sống của chị em hội viên phụ nữ ngày càng được nâng lên. Những năm gần đây, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường được Hội Phụ nữ xã Bum Nưa, huyện Mường Tè chú trọng triển khai thực hiện. Đặc biệt, kể từ khi phát động đợt thi đua với chủ đề Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thông qua nhiều hình thức tiết kiệm khác nhau, chị em phụ nữ trên địa bàn xã đã phát huy tinh thần tương thân tương ái để hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Để giúp nhau giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bum Nưa đã chỉ đạo các chi hội các bản tiến hành rà soát hộ gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ, như cho vay vốn, giúp ngày công lao động, cây con giống. Trong những năm qua thì chị em phụ nữ cũng đã biết là các chị em phụ nữ đã mạnh dạn để vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Từ nguồn vốn đó, các chị em về phát triển trang trại chăn nuôi trong gia đình, chủ yếu là để phục vụ trong gia đình là chính, nhưng mà để còn một số hộ chị em đã biết từ nguồn vốn đó chị em đã phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bum Nưa, huyện Mường Tè có 640 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội, trong đó 34 hộ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. So với các xã khác trên địa bàn huyện thì tỷ lệ hộ hội viên nghèo của xã không phải là nhiều. Nhưng để chị em hội viên nghèo từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, các cấp hội đã tăng cường tuyên truyền vận động chị em tích cực lao động sản xuất, thâm canh tăng vụ, đưa các loại giống cây trồng, con giống mới vào chăn nuôi, sản xuất. Trong quá trình ấy thì tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và vận động chị em và nuôi các con gia súc gia cầm như gà, vịt, ngan thì cho chị em phát triển kinh tế và sau này cho hội viên mình kinh tế phát triển khá giả hơn. Bây giờ bọn em đang trồng cây xoài để phát triển kinh tế thêm cho gia đình. Bây giờ bọn em cũng đang cho sai quả để chuẩn bị bán, chắc thu hoạch được cũng khá để cho gia đình, phát triển gia đình. Và bọn em cũng nuôi theo thêm gà, vịt. Thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gắn với phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc là những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội phụ nữ xã Bum Nưa xác định trong thời gian tới nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hội viên, qua đó khẳng định được vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.